Võ Thành Nhân xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 14 tháng 5 năm 2023. Đến với VATV tối nay gồm có tài liệu về đại lễ Tam Hợp và chính đề Việt Nam phần 2. Để mở đầu, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi chương trình kể chuyện lịch sử 3 ngày lễ lớn trong Phật giáo, đại lễ Tam Hợp hay Vesak. Tài liệu của Sư Pháp Thanh, chương trình do bác sĩ Nguyễn Thanh Long thực hiện. Mỗi năm đến ngày rằm tháng tư âm lịch thì các chùa tưng bừng cử hành đại lễ Tam Hợp, hay còn được gọi là lễ Vesak. Ngày rằm tháng tư âm lịch thì các chùa tưng bừng cử hành đại lễ Tam Hợp, hay còn được gọi là lễ Vesak. Lễ Tam Hợp là lễ kỷ niệm ba sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời Đức Phật. Ba ngày đó là ngày đản sinh, ngày thành đạo và ngày Đức Phật nhập diệt. Thứ nhất, ngày đản sinh. Năm 624 trước công nguyên, vào một ngày trăng tròn của tháng Vesaka theo lịch của Ấn, Đức Thích Ca Mâu Ni được đản sinh tại vườn Lumbini thuộc miền trung nước Ấn, nay thuộc quốc gia Nepal. Sau khi hạ sanh Bồ Tát được 7 ngày, hoàng hậu Maya mất. Ngài được Di Mẫu là em gái của hoàng hậu Maya nuôi dưỡng. Ngài có tên là Sĩ Đạt Ta Siddhartha, họ là Cô Đàm Gautama, thuộc dòng quý tộc Thích Ca Sakya, cha là Tịnh Phạn Vương, mẹ là hoàng hậu Maya. Kinh đô của vương quốc này là Ca Tỳ La Vệ. Trong ngày lễ đặt tên, Đức vua Tịnh Phạn đã mời các đạo sĩ và la môn đến xem tướng. Các đạo sĩ tiên tri ngài sẽ là bậc thánh nhân. Một đạo sĩ tiên đoán ngài sẽ chứng đắc Phật quả. Thời thơ ấu, thái tử sống đời vua giả cao sang của các bậc vua chúa. Vua cha mời các vị thầy danh tiếng về để dạy cho thái tử. Ngoài các môn học về văn chương, thái tử cũng được học tập về võ nghệ, kiếm cung để trở thành một người văn võ song toàn. Các đạo sĩ đều thán phục tài trí của thái tử. Thái tử thích trầm lặng, suy tư và rất giàu lòng nhân ái. Năm 16 tuổi, trong một cuộc thi đấu trong cung, ngài đã thắng được các vương tôn và thắng cả trái tim của người đẹp khả ái Yayu Đà La. Sau lễ cưới, ngài được tấn phong thái tử và sẵn sàng kế vị ngôi vua. Ngài thành đạo. Mặc dù được phụ vương hết lòng thương mến, cũng như được hưởng một cuộc sống cực kỳ vương giả, nhưng thái tử vẫn hay trầm ngâm suy nghĩ về kiếp nhân sinh. Trong những lần đi dạo qua bốn cổng thành của kinh đô Ca Tỳ La Vệ, hình ảnh người già yếu run rẩy, người đau ốm rên xiết, xác chết vứt bên đường, và cuối cùng là bóng dáng một sa môn. Tất cả các hình ảnh đó đã thôi thúc lòng thái tử càng muốn xuất gia tìm chân lý để giải thoát phiền não và khổ đau của muôn loài. Trở về hoàng cung, ngài luôn suy tư về định luật sinh lão bệnh tử. Khi công nương Yayu Đà La hạ sanh đứa con đầu thì sự ra đời của La Hầu La là niềm vui lớn trong hoàng cung. Nhưng sợi dây ràng buộc này cũng không đủ sức mạnh để giữ chân người muốn tìm con đường giải thoát cho chính mình và cho cả chúng sinh.
Rồi trong một đêm khi hoàng cung đang đắm chìm trong giấc ngủ say nồng, sau một đại yến linh đình thì thái tử đã cùng người hầu cận là Sa Nặc lên con ngựa kiền trắc vượt hoàng cung đi thật xa. Cuối cùng thái tử trao vương bào và mớ tóc để Sa Nặc đem về trao lại cho phụ thân. Năm ấy thái tử tròn 29 tuổi, bước đầu tu tập ngày theo chân các tu sĩ và la môn và thực tập đời sống phạm hạnh. Phương pháp này giúp hành giả đạt được tầng thiền cao nhất, là một trạng thái rất vi tế nhưng tâm vẫn còn vướng mắc. Bồ Tát Gotama thay đổi và thực tập các pháp môn khổ hạnh với những hạn chế tối đa về vật thực. Hơn 5 năm khổ hạnh, thân thể gầy gò, sơ sát, nhưng đạo quả giải thoát vẫn còn xa vời. Bồ Tát Gotama nhận xét là đời sống hưởng thụ hay tu tập cực kỳ khổ hạnh đều là hai cực đoan, là chướng ngại cho con đường tầm đạo. Ngài chọn con đường trung đạo. Sau đó Ngài đi đến vùng ngoại thành Vương Xá, nước Ma Kiệt, nơi có một dòng sông trong mát, có cây xanh thấm để tu tập một mình. Sau tổng cộng 6 năm miệt mài trên con đường tầm đạo, vào một đêm trăng tròn tháng Vesaka ở Ấn Độ, Bồ Tát Gotama phát nguyện tọa thiền dưới cội Bồ Đề cho đến khi tâm hoàn toàn thanh lọc và thấy được chân lý giải thoát. Thiền Gotama lần lượt chứng đạt các tầng thiền và đến canh ba là canh chót của đêm thành đạo. Bồ Tát đã thấy tận cùng sự quán chuyển của kiếp nhân sinh, chân lý của phiền não, khổ đau và con đường giải thoát. Vô minh hoàn toàn lùi bước nhường cho một ánh sáng trí tuệ siêu việt. Ngài Gotama đã thấy hết và biết mình đã được giải thoát. Năm ấy Ngài tròn 35 tuổi. Đức Phật nhập diệt. Sau khi chứng đạt quả vị Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni đi khắp miền Trung Ấn trong suốt 45 năm. Từ những kinh đô các vương quốc cho đến các vùng thôn quê xa xôi, Ngài đều đi đến để thuyết pháp tế độ cho những người hữu duyên đạt đến các tầng thánh quả. Đến năm Đức Phật được 80 tuổi, thân thể hao mòn theo năm tháng và giờ phút vô dư niết bàn cũng gần kề. Đức Phật cùng chư tăng đi về hướng Cú Xí Nara. Nơi đây, dưới tàn cây sông Long Thọ, Đức Phật nằm nghiêng bên phải, đầu quay về hướng Bắc, mắt nhìn về hướng Tây, trong trầm lặng và tỉnh giác. Đức Phật ban lời giáo huấn cuối cùng. Sau đó Đức Phật nhập và xả các tầng thiền. Đến thời điểm thích hợp, Ngài nhập vô như Niết Bàn. Từ khi Đức Phật nhập diệt, bức thông điệp từ bi trí tuệ vẫn còn được lưu truyền. Giáo pháp Ngài là viên ngọc quý để lại cho thế gian. Như xe theo vực kéo